24 giờ chơi hết trò chơi Cyboy. Theo như yêu cầu của mọi người thì ngày hôm nay Giang sẽ chơi từ level 1 cho đến level cuối cùng của trò chơi Cyboy. Đây là một cái trò chơi siêu hài hước luôn. Cái cậu con trai này rất là ngại ngùng luôn á cả nhà, cho nên là mình phải giúp cậu ta vượt qua được cái sự ngại ngùng ở trong cuộc sống của mình. Ok, get go. Bước vào trò chơi ngay cái level đầu tiên, đó chính là ngày đầu tiên mà cậu ta đi học. Lát nữa thì mình sẽ cho mọi người xem mặt cái anh chàng Cyboy. Đây là một cái lớp học cấp 3 rồi nha cả nhà, chứ không phải là lớp 1 đâu. Và anh chàng Cyboy này mới chuyển trường qua một cái môi trường mới, cho nên là bước đầu tiên mà anh ta cần làm đó là phải giới thiệu bản thân với tất cả mọi người. Thôi thì mình gọi anh này là anh ba đi ha, cho nghe nó thân thuộc dễ thương. Trời đất ơi, ta nói anh ba ngại ngùng lắm mọi người ơi, không có dám nói luôn, cho nên là mình phải hỗ trợ anh ta cầm cái viên phấn để anh ta viết tên ở trên bảng. Họ tên của anh chàng này trong ngày hôm nay tên là Nguyễn Văn Ba, mọi người thấy có hợp lý không? U là trời, ta nói cái tên xến quá xến rồi, nhưng mà nó sẽ giúp cho mọi người dễ nhớ tên của anh ba hơn. Ngày thứ hai khi mà anh ba đến trường á thì muốn làm quen với bạn mới nhưng mà không dám nói trực tiếp, cho nên là mình sẽ làm rớt cái cục tẩy xuống dưới đất để cho anh ba lượm lên đưa cho hai bạn này, và thế là cuộc trò chuyện nó sẽ bắt đầu. Con trai không hà mà quá ư là nhút nhát luôn rồi đó cả nhà. Thế là mình đã chiến thắng được level thứ hai. Các level càng ngày sẽ càng tăng cái độ khó nha. Đây chính là chị Tím. Đây là cái chị mà anh ba rất là yêu mến luôn á mọi người. Mỗi lần mà anh ba gặp chị Tím là anh ba sẽ đỏ hết người như thế này và có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào. Cho nên là mình phải suy nghĩ cách làm sao mà để anh ba làm quen với chị Tím một cách thật là tự nhiên. Trong tình huống này thì các bạn phải quan sát xung quanh nha. Phát hiện ra có một cuốn sách màu hồng ở phía sau và nó giống y chang như là cái cuốn sách mà chị Tím đang đọc luôn. Cho nên là mình sẽ cho anh ba đọc cái cuốn sách này. Không ngờ là chị Tím chủ động tới như vậy luôn á trời. Chị Tím quá là dễ thương luôn nha. Vậy là anh ba và chị Tím đã biết đến nhau rồi đó. Còn đây chính là ngày thứ tư. Đây có lẽ là cái lớp để học nhạc á cả nhà. Và thật sự là cái lúc này Gen không biết là phải làm gì luôn, bởi vì mình thấy là không có cái gì để mà mình có thể chọn luôn á mọi người. Mà cái ông ba này ông đang giấu cái gì ở trong áo á mọi người, thì ra là một cái cây kèn. Nhưng mà nhìn cái cây kèn này nó hơi lạ lùng á mọi người, nó không có giống với những cây kèn xung quanh, cho nên là mình cũng phân vân lắm. Chạm vào cây kèn thì nó có một cái dấu mũi tên màu đỏ như thế này, và mình phải kéo lên cho đến khi đầy cái cây này luôn. Thì ra đây chính là cái hành động để mở nắp cây kèn ra. Như vậy là anh ba của chúng ta có thể vượt qua được cái lần này rất là thuận lợi. Chỉ đơn giản như vậy thôi đó, nhưng mà có khi là phải mò lắm luôn á mọi người mới ra được á nha. Ngày thứ 5, anh ba của chúng ta đang đi xe buýt để đi học. Nhưng mà bây giờ không biết là anh ba có đi học hay không mà không đem cặp sách gì đi hết vậy anh ba. Anh ba này thì rất là tốt bụng á mọi người, muốn nhường chỗ cho một ai đó, nhưng mà bây giờ mình không biết phải nhường chỗ cho ai. Thấy cái chú này mang đồ nặng cho nên là mình quyết định sẽ nhường cho chú này đi ha. Nhưng mà không ngờ chú này rất là phủ nha mọi người. Chú nói không chịu ngồi. Tôi cũng không biết làm sao nữa, bây giờ thì mình sẽ nhường cho cô này đi. Tại vì đáng lẽ là mình phải nhường cho phụ nữ trước, và cũng có thể là cô này có cái bụng tròn tròn, có lẽ là có em bé cả nhà. Cho nên là mình sẽ chọn cái cô này để có thể nhường chỗ nha. Ok, get go đi thôi. Alo cô ơi, vào đây ngồi nè cô. Cô không có bầu đâu con ơi, cái này là mỡ đó con có biết mỡ hay không? Trời ơi, ta nói một mũi tên mà trúng hai con nhạn đau khổ. Lần này thất bại là hoàn toàn xứng đáng luôn. Còn bây giờ thì thật sự là không có còn nhiều sự lựa chọn giữa cậu học sinh và một ông già, thì có lẽ là mình nên nhường chỗ cho ông già hơn, đúng không mọi người? Và bây giờ mình sẽ cho anh ba đến mời ông già tới ngồi, nhưng mà không ngờ ông già này tập gym á mọi người, cơ bắp cuồn cuộn luôn và vô cùng cường tráng. Trời đất ơi, rồi bây giờ tôi phải làm cái gì đây? Phát hiện ra có một cái giỏ nó đang nằm ở dưới đất nè mọi người, cho nên là mình sẽ đưa cái giỏ này lên trên cái khu vực để hành lý nha. Mọi người có nhìn thấy là bên phải nó còn trống một vị trí không? Thì bây giờ mình sẽ đưa cái giỏ này ra cái vị trí đó nha cả nhà. Sau khi mà mình đưa cái giỏ này lên thì ai ngờ là phía trên bị rớt một cái hộp đồ xuống của cái chú này nữa, và thế là chú này bất lực bởi vì quá nhiều đồ. Ngay lúc này thì chú mới cần đến sự giúp đỡ của mình đây nè, quá ư là hợp lý luôn đó nha. Đúng là cái game này nó cần các bạn phải tư duy đầu óc rất là nhiều và phải sáng tạo á. Giờ thì chú ta đã chịu ngồi rồi nè. Trời đất ơi, ngay từ đầu sao không chịu ngồi đi ông nội. Hành tôi quá là hành luôn á. Bình thường thì anh ba đã rất là nhút nhát rồi, nhưng mà hôm nay anh ba đã phạm phải một sai lầm rất là nghiêm trọng, đó chính là đánh bóng chày làm vỡ cửa kính của nhà người ta. Mà anh ba của mình công nhận là may mắn thật, bởi vì nghe đồn á là cái ông này là cái ông hàng xóm dữ nhất cái xóm này luôn á cả nhà. Mà nhà của ông này thì lại gần cái sân bóng chày, cho nên là thường xuyên bị vỡ cửa kính, cho nên là ổng sẽ không có tha thứ cho bất kỳ ai làm vỡ cửa kính nhà ổng thêm một lần nào nữa. Thế mà ngày hôm nay anh ba của mình lại su làm bể ngay cái cửa kính này. Tuy là mới lần đầu nhưng mà chắc chắn không nhận được sự tha thứ rồi đó mọi người. Nhìn mặt ông ta đang tức giận đỏ phờn phờn luôn kìa. Không biết là bây giờ phải làm gì để ta. Bên trong nhà có một cái tách trà, rồi bây giờ có một cái cây để đánh bóng chày nữa. Mình sẽ thu thập hết những cái đồ vật này nha. Phía trên cây còn có một cái chú mèo đang ở trên cây. Vì ông lão này cũng khá là mê mèo, cho nên là mình cho bé mèo này đi xuống trước thì mặt của ông lão cũng bớt giận. Bây giờ ông hãy uống thêm một tách trà đi cho đỡ giận, nhưng mà hình như vẫn còn hơi giận đó mọi người.
Mà công nhận là cái cây gậy bóng chày này nó phá đám ghê, nó đập bể nguyên một cái cửa kính của người ta luôn. Thế là anh ba đã chọn cách ngất xỉu ngay từ ngoài cổng cho nó an toàn, chứ đừng có bước vào á mọi người, sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất. Ô là trời, cái tình huống này nó thật sự là đáng sợ mọi người. Mình phải tìm kiếm những cái chi tiết mà còn thiếu mà mình chưa có thể nào tìm ra. Đầu tiên là phải lấy cái tách trà này nha. Rồi trời đất ơi, nhìn mặt ông này mà tao nói hả, đầu óc không có suy nghĩ được cái chuyện gì luôn á mọi người. Mà may sao là mình phát hiện ra trong túi quần có một viên kẹo, mà kẹo màu hồng chấm bi nữa nha, quá ư là cute luôn. Mình sẽ cho bé mèo xuống trước nha mọi người. Sau khi mà bé mèo xuống thì nhìn mặt ông lão đã bớt giận rồi nè, uống thêm một tách trà nha ông. Và cuối cùng thì mình sẽ tặng cho ông lão cái viên kẹo này luôn. Ai mà ngờ ông lão lại thích ăn kẹo chứ, nhìn ông lão đã nguôi giận rồi kìa, thì mình sẽ cho anh ba vào xin lỗi nha. Dạ ông ơi, cho con xin lỗi, đây là cái lần đầu tiên mà con đánh vỡ cái cửa kính này. Dù anh ba đã nhận được lại quả bóng chày của mình, nhưng mà phải hứa là lần sau không được làm vỡ cửa kính nữa nha. Ngày hôm sau là một ngày đi học, có một buổi dự giờ ở trên lớp. Làm sao để giúp cho anh ba của mình có thể tự tin phát biểu trước đám đông đây ta? Bởi vì đang có rất là nhiều phụ huynh ở phía sau. Ủa mà tự nhiên mở cửa ra có cha nội nào đang cầm cái dĩa trái cây vậy trời? Rồi bây giờ anh ba lo để ý đến cái ông đó quá mà không biết là phải trả lời cái gì luôn. Đây chính là cái cha nội phá đám nè mọi người, quá sức là bất ngờ luôn á mọi người. Nhưng mà chúng ta phải tìm ra điểm nghi vấn. Điểm nghi vấn chính là cái ông chàng áo đỏ này đây, đang ngồi học trong lớp mà lén đọc truyện tranh. Và khi mà mẹ anh ta tới đánh anh ta thì mới phát hiện ra có mẹ của anh ba ở phía sau. Nếu mà đã có mẹ đứng ở phía sau rồi thì anh ba phải lấy hết dũng khí để trả lời đúng cái câu hỏi của ngày hôm nay. Như vậy là đã hoàn thành xuất sắc rồi đó nha. Ngày hôm nay mẹ của anh ba sẽ rất tự hào về ảnh cho coi. Trong nhà có tiếng điện thoại reng, nhưng mà sao thấy âm thanh nó xa đâu ở khuất tận chân trời. Lục tìm mấy cái tủ ở trong này á thì không có thấy cái điện thoại gì hết trơn. Với lấy cái túi một cái là ta nói u đầu luôn nè mọi người. Thật sự là cái tiếng chuông điện thoại này nó không có đến từ cái điện thoại bàn nha cả nhà, cho nên là mình phải tìm kiếm cái điện thoại đang bị giấu ở đâu đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái cuốn danh bạ điện thoại ở dưới này, nhưng mà không phải là để ngồi xem số điện thoại, mà mình sẽ kê lên cho cao để có thể với lấy được cái túi màu hồng. À thì ra là điện thoại của mẹ anh ba. Mẹ anh ba đi về và để quên điện thoại ở trong túi. May sao là anh ba đã kiếm được cho mẹ rồi đó nha. Quá là giỏi. Càng ngày thì những cái thử thách của trò chơi này lại càng khó hơn. Trời đất ơi, không thể nào tưởng tượng được cái tình huống này. Đi bưng nhẫn cưới cho người ta mà làm rớt như thế này là ta nói su ơi là su luôn rồi đó trời. Phải làm sao để cho anh ba thuận đường xuôi gió đưa cái cặp nhẫn cưới này đến với anh chị của mình đây. Đầu tiên là mình phải cất cái cành hoa hồng này lên nha mọi người. Ở đây thì có một ly nước cam nữa, cho anh ba uống một ly nước cam để lấy lại tinh thần nè. Rồi mình sẽ cắm cái bông hoa này vào đúng vị trí. Có lẽ là không cần chướng ngại vật nào đâu ha. Nhưng mà ai ngờ còn hai con chim bồ câu ở trên cây quá là phá luôn á mọi người. Nó đã câu mất cái chiếc nhẫn đi luôn rồi. Đúng là không thể nào lường trước được cái tình huống này luôn đó mọi người. Cho nên là lần này mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình sẽ vừa lấy nước cam nè, rồi mình sẽ vừa lấy cái cành hoa hồng ngán đường luôn. Sau khi mà cho anh ba uống nước cam rồi cắm cái cành hoa hồng thì mình sẽ lắc cái chuông để đuổi mấy con chim bồ câu đi. Lúc này thì tèn 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 tèn, anh ba của chúng ta đã cầm đôi nhẫn cưới đến cho chị gái của mình rồi đây nè. Một buổi hôn lễ được diễn ra một cách thật là thuận lợi, suôn sẻ và hạnh phúc. May quá trời ơi, chứ phá cái tiệc cưới của người ta chắc bị đập bờm đầu. Hôm sau anh ba của chúng ta được gặp crush, đó chính là chị Tím. Mà công nhận là chị Tím này dễ thương thiệt đó nha. Trời đất ơi, mà hai người này còn vẽ chân dung của nhau nữa kìa. Bây giờ thì phải làm sao để bức tranh của anh ba có thể được hoàn thiện và được đẹp đây ta? Mình sẽ đi thu thập những cái đồ dùng ở trong cái căn phòng này mà mình có thể sưu tập được nha mọi người. Bao gồm một trái táo, một cái thùng nước, một cái tuýp màu xanh và một cái cây cọ vẽ. Quả táo thì thật sự là mình cũng không biết là phải làm cái gì luôn á mọi người. Nhưng mà mình để ý là lúc đưa quả táo cho cái bạn màu xanh thì bạn đã chịu cầm quả táo. Còn bây giờ tới cái xô nước này thì không biết đặt ở vị trí nào luôn, bởi vì không có vị trí nào là hợp lý. Thôi thì bây giờ mình lấy cái cây cọ vẽ đưa cho anh ba vẽ nha. Nhưng mà anh ba vẽ cái gì vậy anh ba? Rồi xong, làm trò cười cho thiên hạ luôn. Về nhà anh ba ngồi một góc tự kỷ luôn rồi mọi người. Bây giờ mình không có muốn anh ba gặp lại tình huống như vậy thêm một lần nữa, cho nên là mình sẽ làm lại một cách thật là nghiêm túc, tìm kiếm những cái vật còn thiếu nha mọi người. Lúc này á thì mình mới để ý là cái hộp màu của anh ba còn thiếu hai màu. Mà bây giờ anh ba chưa có vẽ xong, kéo bức tranh ra thì anh ba không có chịu. Đây đây, mới có một cái bản gợi ý mọi người thấy không? Màu đỏ cộng màu xanh thì bằng màu tím. Mà chị Tím thì toàn là mang đồ màu tím thôi. Mà bây giờ thì mình đã có tiếp màu xanh rồi, thì bây giờ mình phải tìm thêm một tiếp màu đỏ nữa thì mình sẽ đủ để pha ra được màu tím và vẽ chị Tím. Bây giờ thì mình vừa mới phát hiện ra được tiếp màu màu đỏ rồi nè cả nhà. Đó là cái lúc mà cái chàng trai bên kia vẽ cái quả táo thì anh ta lấy ra cái tiếp màu đỏ. Như vậy là cái hộp màu của anh ba đã đủ rồi. Và chúng ta hãy cùng xem kết quả của anh ba nha. Quá ư là xuất sắc luôn á, vẽ chị Tím còn đẹp hơn cả ngoài đời. Công nhận hai người này xứng đáng đến với nhau đó nha.
Lần này sẽ là một tình huống ở ngoài công viên. Có một cái chị phóng viên đang quay một cái chương trình gì đó. Và nếu mà mình nhấn vào cái tờ giấy này 321 thì anh ba sẽ bị phỏng vấn. Và anh ta rất là ngại, không biết phải nói gì hết, cho nên là đi chạy trốn luôn nè mọi người. Ai mà sợ xuất hiện ở trước đám đông hay là nói trước đám đông thì sẽ rất là hiểu về cái vấn đề này. Bây giờ thì mình bắt đầu thu thập những thứ mà mình có thể thu thập được trong cái công viên này nha. Điển hình giống như là một cái em chuột màu xanh đang bán bong bóng nè mọi người. Mình đã thu thập được 5 cái bong bóng trong ngày hôm nay luôn. Và bắt đầu Gen mới phát hiện ra cái cách sử dụng những quả bong bóng này. Khi mà mình cho cái quả bong bóng vào cái chị phóng viên thì chị phóng viên không có bay đi. Nhưng mà cho vào những cái người khác ở trong công viên thì những người này đã bay lên trên trời luôn rồi. Trời đất ơi, tao nói vô lý hết sức luôn á. Tự nhiên đang đứng mua kem cái tự nhiên bị bay lên trời luôn, quá trời quá đất luôn nè. Những cái quả bong bóng này nó sẽ giúp cho bớt người ở trong cái khu công viên này. Thì có thể là anh ba của mình sẽ bớt ngại hơn á mọi người. Con bé này đang mua bong bóng mà bị bay lên trời luôn, tội nó thiệt chứ. Còn cái bong bóng màu xanh lá cây thì mình nghĩ là dành cho anh ba. Và cuối cùng là mình đã kéo anh ba bay lên bầu trời xanh thẳm luôn rồi cả nhà ơi. Thế là thất bại rồi đó. Mọi người nghĩ xem là tới đây mình nên làm gì ta. Thật sự là cái level này nó đã bắt đầu đến với những cái bước rất là khó rồi đó mọi người. Bong bóng thì lấy rất là nhiều. Thôi thì mình vẫn cho những cái bạn này bay lên trời đi ha. Và mình đã phát hiện ra ở đây có một que kem nè. Cầm cái que kem cho cái chú bán bong bóng. Thì ai ngờ chú bong bóng vứt lại cái bộ đồ chú chuột. Và bây giờ thì anh ba chỉ việc mang bộ đồ con chuột này vào và đứng ở trước máy quay thôi. Như vậy là không còn ai nhận ra anh ba nữa. Và anh ba có thể tự tin trả lời phỏng vấn. Mà anh ba ơi là anh ba mang cái bộ đồ con chuột này vô nó còn xấu hơn là không mang nữa đó. Vậy mà tự tin được cũng hay thiệt. Ngày hôm sau khi các bạn của anh ba đang tập thể dục rất là vui. Anh ba đang muốn tham gia nhưng mà không biết phải làm sao. Ở đây có một cái máy đang phát nhạc nè mọi người. Mình sẽ thu thập cái máy này luôn. Uống một chai nước vô để cho có sức mạnh nha. Nhưng mà sao uống xong thì vẫn rung như thường vậy nè. Mà mấy bạn này chơi thân đã lâu rồi nhưng mà anh ba vẫn cứ là quá nhát. Nhưng mà lúc này thì Gen phát hiện ra phía trên có một cái cây cần câu. Mình sẽ móc cái loa vào đây. Và thế là trời đất ơi, cái khúc này không biết phải diễn tả như thế nào luôn á mọi người. Vậy mà cũng chiến thắng hay thiệt chứ. Công nhận cái trò này nó có mấy cái tình huống dở khóc dở cười. Hôm nay không hiểu là vì cái lý do gì mà anh ba của chúng ta đã biến thành một con ốc rồi mọi người. Mà công nhận là cái hình ảnh con ốc này rất là giống anh ba luôn. Trời đất ơi, người gì đâu mà nhút nhát thấy mà sợ luôn á. Anh ba đang bỏ cái vỏ ốc cũ để đi qua cái vỏ ốc mới. Nhưng mà thật là sợ mọi người xung quanh nhìn. Như vậy thì rất là xấu hổ. Như vậy thì lần này Gen sẽ quyết định là sẽ lấy cái thùng cắt tông này. Và mình sẽ đậy hai cái vỏ ốc lại. Và mình phải có thời gian đợi chờ nha mọi người. Mình phải đợi chờ cho anh ba di chuyển từ cái vỏ ốc cũ qua vỏ ốc mới xong xuôi rồi thì mới được. 3, 2, 1, ta-da. Trời đất ơi, hơi bị lâu á nha ông anh. Đây là cái tập mà Gen thấy khá là hài hước á cả nhà. Sau một kỳ nghỉ hè thì bây giờ anh ba quay lại lớp học của mình. Ở trong lớp học đang có rất là nhiều hoạt động khác nhau. Có tấm hình của ai đó đang đi tắm biển nè. Rồi còn có cây bút lông ở đây nữa. Thêm cái bánh quy màu tím của cô bé tím nữa nè. Còn cái ông này còn bắt thêm cả cái con bọ nữa, rất là đẹp. Mình sẽ lấy cặp kính của anh trai này luôn nha. Và bây giờ thì mình sẽ đưa hết những cái thứ này cho anh ba để xem là có được hay không. Nhưng mà anh ba không có chịu lấy mọi người, cho nên là bây giờ mình phải kéo anh ba đi ra đó. Phải xem là có chuyện gì mà anh ba của mình không có chịu xuất hiện. Đưa cái bánh quy của chị tím cho ăn thì bây giờ anh ba đã có thêm dũng khí rồi đó nha. Đưa thêm cái tấm hình nữa thì cũng không có thấy điều gì xảy ra. Hay là cái hình nó chỉ là một sự gợi ý thôi ta. Bởi vì nếu như mà mình để ý thì sẽ thấy có rất là nhiều thứ được gợi ý trong những cái bức hình. Nhưng mà bây giờ anh ba ơi, anh phải bước ra thôi. Ủa rồi làm gì mà ổng cắm đầu ổng chạy vậy mọi người. Tôi là tôi ngơ ngác không hiểu lý do là cái gì luôn á trời. Tự nhiên mở cửa ra cắm đầu chạy một cái một luôn. Những cái gợi ý dành cho mình thì luôn ở xung quanh đây. Ví dụ như là tấm hình này có một cô gái đang đi biển và mang cặp kính đen. Mình sẽ lấy một cái bánh quy của chị tím này nha mọi người. Mình sẽ lấy cặp kính của anh này. Và bây giờ Gen biết là mình phải làm gì rồi. Mình sẽ lấy cây bút lông đen tô đen cái cặp kính này thành kính râm và đưa cho anh ba của mình. Mà thấy nó cũng vô lý lắm luôn á mọi người. Nhưng mà game mà, cho nên là thôi mình kệ luôn. Sau khi mà anh ba đã mang cái kính râm vào thì anh ba đã bước ra một cách rất là tự tin. Thì ra là sau một mùa hè rám nắng thì hai con mắt của anh ba đã bị cháy nắng, cho nên là phải cần cặp kính để che lại đó mọi người. Vừa hết mùa hè thì lại đến mùa mưa. Hôm nay thì chị tím đang định đi về nhưng mà không có dù để đi đó mọi người. Nhưng mà may quá anh ba của mình có dù nè. Nhưng mà ai ngờ ổng nhát ơi là nhát luôn á mọi người. Không có dám đi chung dù với gái, cho nên là ổng đã cắm đầu chạy luôn rồi nè. Chạy về vừa bị cảm lạnh mà vừa bực bội vì bỏ lỡ mất một cơ hội nữa chứ.
Mình sẽ lấy cái cây dù này trước tiên nha. Phía sau, phía xa xa mọi người có thấy có một cái gì lòi đó không? Đó là một chú mèo. Mỗi lần bấm vào chú mèo thì anh ba sẽ xoay ra đằng sau như thế này. Lần này thì mọi người phải nhớ là bấm vào cái cặp sách nha. Đó, mỗi lần mà đưa cái cặp sách ra là mình phải bấm vào cái cặp sách ngay lập tức. Bởi vì đây chính là một cái gợi ý đó mọi người. Bên trong cặp sách thì có một cái dù màu xanh lá. Mà công nhận anh ba này anh là fan của màu xanh lá hay sao? Cái gì của màu xanh lá hết trơn á mọi người, thật là nhí nhảnh. Bây giờ thì anh ba đã có hai cây dù rồi, thì mình sẽ chia cho chị Tím một cây dù. Như vậy là không có còn ngại nữa, cả hai sẽ cùng đi về trong ngày hôm nay. Quá là hợp lý. Đến với level tiếp theo nè mọi người. Tình huống tiếp theo đó chính là một buổi vui chơi ở ngoài trời. Có lẽ đây là một buổi hoạt động ngoại khóa, và cái hoạt động này đó chính là nhảy múa. Mới phát hiện ra có một bông hoa dâm bụt được cắm vào giữa những cái bông hồng. Mà sau khi tôi đưa cái hoa dâm bụt này cho anh ba thì anh ta đã trở thành người Hawaii và nhảy rồi mọi người. Nhưng mà cái này hơi xấu hổ à. Cái bông hoa phải làm cái gì đây ta? Phía xa xa còn có hai con công đang đi qua đi lại nữa đó mọi người. Mà bây giờ mọi người để ý ở trên cái cờ có một cái phần nó lạ lạ không? Thì ra nó là một cái loa được mắc ở trển. Sau khi mà mình bấm vào hai bé công thì hai bé công lại gần nhau và xòe đuôi ra như thế này rất là đẹp. Đưa cái loa cho hai ông bạn kia cổ vũ thì bây giờ anh ba của mình đã có thêm dũng khí để mời chị Tím múa trong ngày hôm nay rồi. Được bạn bè cổ vũ còn được tôi bày mưu tính kế, phải nói là không có gì bằng rồi đó nha. Bây giờ chúng ta đã đi được nửa chặng đường của trò chơi Sideboy ngày hôm nay. Thử thách tiếp theo đó chính là một cuộc chạy đua truyền tiếp sức nè mọi người. Nhưng mà lúc này nhìn mặt anh ba của mình rất là lo lắng. Gen vừa mới phát hiện ra có một cái vớ đang treo trên những cái lá cờ cho nên là mình lấy xuống. Còn mẹ của anh ba thì đang tìm kiếm cái gì thì mình cũng không có rõ nữa. Hay là tìm kiếm cái vớ hả ta? Đưa cái vớ này cho anh ba thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đưa cho mẹ anh ba thì mẹ anh ba lại không chịu nhận. Như vậy là cái đồ mẹ anh ba đang tìm không phải là chiếc vớ. Mình sẽ để ý xem trong cái khung hình này có gì lạ không nha. Mọi người có thấy có một cái máy ảnh ở bên góc trái hay không? Thì ra mẹ anh ba đang tìm cái máy ảnh chụp hình. Và không biết là mẹ anh ba sẽ chụp gì đây. Đó là tấm ảnh giữa anh ba và chị Tím. Đưa cái này cho anh ba liền nha. Sau khi anh ba nhìn xong thì đã đỏ mặt và chạy siêu nhanh luôn á mọi người. Đúng là sức mạnh của sự ngại ngùng. Thế là anh ba đã về nhất luôn nè. Quá là ngầu, không phụ lòng của đồng đội luôn á nha. Đúng là mẹ anh ba hiểu anh ba nhất ở trên đời. Không thể ngờ được cái cách này nó siêu hài hước. Hôm nay sẽ là một bữa tiệc Halloween. Không biết bên trong cánh cửa là gì đây, nhưng mà mình sẽ cho anh ba mang cái bộ đồ hóa trang này nha. Còn bây giờ thì sẽ bước vào trong. Ngạc nhiên chưa, không có ai hóa trang hết trơn. Cái lớp này thật là ngộ mà. Trời đất ơi, xấu hổ quá, thôi chạy về mới được. Mà Gen chơi cái vòng này thấy rất là mắc cười á mọi người. Nếu mà không hóa trang thì trong lớp người ta sẽ hóa trang. Còn nếu mà hóa trang thì trong lớp không có ai hóa trang hết trơn. Mình vừa mới tìm ra được một cây đinh và mình sẽ chích vỡ những cái bong bóng. Phát hiện ra có một cái mặt nạ bí ngô. Như vậy thì cái mặt nạ này rất là hợp lý nha. Nếu mình mở cửa ra thấy mọi người hóa trang thì mình sẽ mang mặt nạ vào. Như vậy là ok la rồi. Còn nếu không hóa trang thì mình sẽ tháo mặt nạ ra. Quá là hay luôn á mọi người. Hôm nay anh ba đang quay trở về lớp học của mình và không biết sao mà cái ông bên này có vẻ hơi đói bụng nè mọi người. Cho nên là mình sẽ mở cái túi ra xem coi có đồ ăn gì ở trong không. Đáng đúng rồi đó nha, có ngay một hộp cơm. Mình sẽ cho anh chàng áo đỏ này ăn cơm. Nhưng mà ăn cơm trong lớp là ăn ngay một viên phấn của cô giáo. Phát hiện ra anh ba ảnh núp sau lưng cô giáo nè. Rồi công nhận anh ba anh tìm cái chỗ núp hay thiệt đó nha. Lý do mà anh ba của chúng ta núp đó chính là không biết phải trả bài như thế nào đó mọi người. Cho nên là cuối cùng anh ba của chúng ta vẫn rơi vào cái sự trầm kẽm. Lần này thì mình sẽ để ý kỹ hơn. Sau khi mà mình lấy cái hộp cơm kéo cái ghế ra thì bất ngờ trong hộp bàn có một cái tờ giấy đã được ghi chú rồi. Bây giờ thì mình vẫn sẽ cho cái bạn áo đỏ này ăn cơm nha. Và bạn ta cũng ăn giùm mình luôn một cái viên phấn để mình phát hiện ra được anh ba đang núp ở phía sau này. Bây giờ anh ba cũng đã chịu xuất hiện ra rồi thì mình sẽ đưa cái tờ giấy có ghi chú cho anh ba đọc. Và thế là anh ba của chúng ta đã đọc được rồi nè mọi người. Nhận được một tràng pháo tay thật là lớn. Ok la luôn. Tình huống tiếp theo, đây chính là cái lần đầu tiên mà anh ba có người theo đuổi đó mọi người. Đó chính là một bé gái rất là dễ thương luôn. Nhìn cái con đường này nó khá là phức tạp và bé gái này đang đứng ở dưới lòng đường. Cho nên là mình nghĩ anh ba đang muốn là dắt cái bé gái này qua đường chung với mình. Nhưng mà chưa biết cách phải làm như thế nào. Phía xa xa thì có một cái chú mèo, còn lại thì mình cũng không biết là phải làm cái gì bây giờ.
Đứng đợi một hồi ngó tới ngó lui không biết làm gì thì đã có đèn xanh rồi. Và thế là bé gái đã đi chung với người ta luôn, để lại anh ba một mình đứng ở đây. Có một chi tiết gợi ý, đó chính là có một cái bàn tay màu trắng ở dưới cái nắp cống. Đây là một cái chi tiết mà mình phải để ý nha. Cho nên lần này mình sẽ chinh phục cái level này thêm một lần nữa. Bấm vào chú mèo, khi mà anh ba quay qua thì mới phát hiện ra bên trong cặp của anh ba có một gói snack. Mình sẽ cho cái gói này xuống dưới cái cống này, thì ai ngờ phát hiện ở dưới đây có một cái chú công nhân. Trời đất ơi, tôi tưởng có con ma nào ở dưới đó. Mọi người làm cho tôi cũng hồi hộp lo sợ lắm luôn. Sau khi mà cái nắp cống nó đã được đóng lại rồi thì mình sẽ dẹp những cái trụ màu cam này nha mọi người, cho nó thông thoáng đường. Thì ai ngờ một chiếc xe vụt qua liền luôn. Anh ba của chúng ta đã cứu được mỹ nhân rồi nè mọi người. Và từ đó mình nói với mọi người là cô bé mang đầm vàng này rất là hâm mộ và yêu mến anh ba luôn. Thấy chưa, nhờ công tôi không á. Hôm nay thì anh ba đi làm shipper để giao hàng, nhưng mà cái kiểu ngại ngùng như thế này thì không biết có giao hàng được cho ai hay không. Sau khi mà đổi cái nón shipper thì bây giờ mình sẽ gõ cửa nhà nha, để cho anh ba giao hàng cho người ta. Chủ nhà vừa mở cửa một cái là anh ba xỉu ngay tại chỗ. Anh ba của chúng ta rất là nhút nhát và rất là sợ gặp người lạ đó mọi người. Mình vừa phát hiện ra một cách siêu hay, đó chính là chỉ cần nhấn vào cái nón để cho cái nón che hết nửa cái mặt của anh ba, thì bây giờ anh ba sẽ hết ngại ngùng và sẽ giao hàng được ngay. Mà công nhận là anh ba là fan của màu xanh lá hay sao á, từ áo quần cho đến giày dép cho đến cái nón đều có màu xanh luôn. Bây giờ thì anh ba đang ở nhà, nhưng mà anh ta cũng rất là rối luôn á mọi người, bởi vì nghe nhấn chuông ở ngoài cửa mà không biết là ai. Có vậy thôi mà cũng làm cho anh ba của chúng ta rất là sợ hãi. Jen phát hiện ra còn một cái tờ lịch thiếu ngày 24 nè. Mẹ của anh ba đang gọi điện cho ai đó, cho nên là mình sẽ đưa số điện thoại cho cô. Hoa thì mình sẽ cắm vào bình và phát hiện ra có một cái tờ quảng cáo như thế này. Cái tờ quảng cáo này thì mình sẽ nhét vào trong cái tủ màu đỏ nha. Lúc này thì những cái thông tin mới được tiết lộ là ngày hôm nay mẹ của anh ba có đặt một cái bánh kem, và ở ngoài cửa chính là chú nhân viên giao bánh kem. Thế là hôm nay cả nhà của anh ba có một bữa tiệc bánh kem thật là ngon luôn rồi. Sao mà chơi tới đây tôi thèm ăn bánh kem ghê luôn á mọi người. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, ở dưới học bàn của anh ba có quà tặng kìa. Nhưng mà nếu cứ lấy ra như thế này thì sẽ bị bạn bè chọc, thì sẽ quê lắm luôn. Cho nên là mình phải tìm cách lấy ra mà hai ông bạn của mình không có nhìn thấy nha. Để Jen bấm mở cái cửa sổ ra mới được. À, có UFO kìa. Nhanh tay lấy cái hộp quà cất vào cặp liền. Công nhận là anh ba dạo này đã khá hơn rất là nhiều đó nha. Bởi vì đi từ level 1 cho đến level bây giờ thì anh ba của chúng ta càng ngày càng mạnh dạn hơn. Hôm nay anh ba được trao giải bởi vì bức tranh rất là xuất sắc và đẹp. Nhưng mà không hiểu là không tìm ra anh ba để lên nhận giải nữa đó mọi người. Người đã biến mất luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ tìm trong những cái ngóc ngách ngõ hẻm ở trong cái căn phòng này để tìm ra anh ba của mình. Mà không biết anh ba đang trốn ở đâu đây. Cuối cùng là nguyên một cái khán đài đi về luôn, bởi vì đợi mãi mà không thấy anh ba. Chán anh thiệt chứ, đi nhận phần thưởng thôi mà. Nhưng mà bây giờ mình phải để ý nha, hai ông bạn của anh ba đang làm cái tư thế gì đó ta. Phát hiện ra bên trong này có một quả bóng rổ, mình sẽ đưa cho anh chàng áo đỏ đá một cái. Thì chợt phát hiện ra anh ba đang nằm trốn ở trên này, xuống đây đi nè, ngủ quên ở trên đó luôn rồi đúng không? Ta nói ổng đi trốn mà bây giờ tới giờ nhận giải ổng ngủ quên ở trển luôn rồi. Chúc mừng anh ba đã vẽ chị tím rất là đẹp và nhận được giải nha. Trong những cái level của game này thì theo như Jen thấy thì mình không thích nhất là cái level này luôn á mọi người. Đây là cái tập mà Jen cảm thấy rất là dở luôn, mà cũng không biết là phải nói gì về cái tập này. Cho nên là mình chỉ hướng dẫn cho mọi người cách để vượt qua được cái tập này thôi nha. Đó chính là mọi người để ý bên góc phải có một cái khung màu xanh, mọi người bấm vào đó và nhớ chọn cho cái anh chàng màu xanh da trời này xuất hiện đầu tiên. Thì bây giờ cái anh xanh da trời này có thể dẫn đường cho anh ba của mình đi ra ngoài nè, rồi không cứu chị tím luôn. Tôi cũng thắc mắc về cái level này lắm luôn á mọi người. Sắp đến tập cuối rồi đây, cho nên là mọi người đừng bỏ lỡ nha. Hôm nay anh ba đi đến lớp thì mới phát hiện ra là ngày hôm nay là ngày Valentine. Mở cái tủ ở trên này, rồi mở cái tủ mà sắp bung ở trên cùng kia để quà của người ta rớt xuống. Trời đất ơi, đây là anh chàng hot boy của cái trường đây nè, quá chừng quà luôn nha. Lúc này thì anh ba mới phát hiện ra còn một bịch sô-cô-la. Mình sẽ cho anh chàng bên này, không có ai tặng sô-cô-la cho ảnh, quá ư là tội luôn á. Và mình sẽ mượn ảnh cái bình xịt này để mình xịt cho cái ngăn tủ này nó hết bị rỉ sét á mọi người. Bên trong ngăn tủ của anh ba có một cái gì đó bí mật, cho nên là mình cần phải che lại trước khi mà mở cái tủ này ra. Phát hiện ra có một cái món quà ai đó tặng. Nhưng mà không ngờ là cuối cùng anh ba của chúng ta cũng làm lộ cái món quà màu tím đã cất trong cặp trước đó ra rồi. Và cuối cùng cũng bị chọc quê luôn. Mình phải chú ý cái khúc mà anh ba đang chui vào tủ để kiếm tìm một cái gì đó nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ làm lại các thao tác như cũ. Để cho những cái quà này nó rớt xuống trước nè. Xong rồi để cho hot boy đi qua lụm hết quà đi đã.
thu thập cái túi sô-cô-la, xong rồi mình sẽ đổi với cái bình xịt ở bên này, xịt cho cái ngăn tủ này nó hết bị rỉ sét đi nè. Rồi sau đó thì mình sẽ mở cái ngăn tủ này ra, mở ngăn tủ ở hai bên luôn để mình có thể che được cái ngăn tủ của anh ba. Mọi người nhớ nhấn vào cái túi màu trắng nha, để anh ba nhét quà vào chổng. Sau đó nhớ nhấn vào cái túi của anh ba để cho ngôi sao màu vàng nó hiện ra, thì anh ba của chúng ta sẽ may mắn vượt qua được cái level này ngay lập tức. Hôm nay anh ba của chúng ta đi ra nhà hàng để gọi món đây, nhưng mà thấy cô nhân viên chạy qua chạy lại quá là bận luôn, cho nên là phải tự xử đó mọi người. Mình sẽ rót đầy cái ly nước này cho lên bàn và cố tình làm ngã. Cô lao công đi đến lau dọn, và bây giờ chúng ta sẽ có được cái biển dễ trượt dễ ngã. Sau khi mà có cái biển này thì cô nhân viên cổ đi chậm lại. Như vậy là anh ba của chúng ta đã có cơ hội để gọi món rồi. Mà anh ba ơi, anh có cần phải hành hạ người khác như vậy không anh ba? Tội nghiệp cho cô lao công su cà na hết sức à, tự nhiên phải lau thêm một vũng nước. Hôm nay anh ba của chúng ta có một cái buổi hát hòa nhạc ở trường, nhưng mà chuẩn bị sắp tới lượt anh ba hát thì anh ba đã biến mất tiêu luôn rồi. Giờ phải tìm anh ba ở đâu ra đây ta? Vị trí của anh ba đã chống hơ chống hắt luôn rồi. Nếu mà để chống cái vị trí như thế này, và bây giờ mình sẽ lấy lại một người để thế vào đi ha. Mình sẽ thay thế chị Tím vào đây hát, nhưng mà không có được có mọi người, bởi vì phần lời của mỗi người là khác nhau. Nếu mà anh ba đi mất tiêu như vậy thì làm sao có ai hát thế được đây. Bây giờ thì chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn cái buổi hòa nhạc này. Sau khi mà chị Tím hát thì anh ba đã biến mất rồi. Nhưng mà mọi người có để ý là cái đàn piano nó hơi lạ không mọi người? Lúc nãy cái đàn piano nó mở ra, còn bây giờ đóng lại thì ra là có một người đang bị nhốt ở trong này. Anh ba của chúng ta không biết suy nghĩ gì mà đã thế chỗ cho cái ông này và nhốt ông này vào trong cái đàn guitar luôn. Thôi thì anh ơi, anh ra đây anh hát giùm em một cái, chứ anh làm mấy cái này là lát nữa lên đồn luôn đó nha. Và như vậy là buổi hòa nhạc đã trôi qua một cách rất là suôn sẻ rồi nè mọi người. Đây chính là cái level gần như là cuối cùng của cái trò chơi này đó mọi người. Hôm nay thì các bạn bè của anh ba cũng như là cô giáo sẽ đi chơi dã ngoại và sẽ chụp một cái tấm hình để làm kỷ niệm. Nhưng mà không thấy anh ba đi đâu hết trơn. Bây giờ không biết anh ba đang đi núp ở đâu rồi. Ảnh đang núp trong cái thác nước kìa mọi người có thấy không? Mình sẽ canh nha, mình sẽ canh khi nào mà cái dòng nước lộ anh ba ra thì mình sẽ nhấn cái nút chụp hình nha mọi người. Đây nè. Ok la, như vậy là cái tấm hình dù xấu hay dù đẹp nhưng cũng đã xuất hiện đủ 5 người. Đây chính là cái bức ảnh làm kỷ niệm của anh ba trong thời đi học đó mọi người. Đây cũng chính là cái tập cuối cùng mà anh ba của chúng ta nhút nhát. Sau thời gian thì anh ba đã lớn hơn. Còn đây là bé Tư, bé Tư cũng thích màu xanh lá và là em gái của anh ba. Mình sẽ tiếp tục hành trình chỉ cho bé Tư làm việc nha cả nhà. Bây giờ thì bé Tư cần phải đi pha trà, phát hiện ra có một hộp trà ở trong tủ. Cho trà vào trong ấm trà, sau đó thì mình sẽ đun sôi nước nè cả nhà. Đợi cho tới khi mà nước sôi á, thì chúng ta sẽ đổ nước sôi vào trong cái ấm trà này. Như vậy là đã được một ấm trà rồi đó. Đây chính là cái tập cuối cùng của trò chơi Side Boy lần này. Và mình nghĩ cái tập cuối cùng này là nói về em gái của anh ba, thì có lẽ đây là một cái sự tiếp nối đó mọi người. Mình đã giúp đỡ xong anh ba rồi thì bây giờ anh ba còn trao cho mình thêm một cái nhiệm vụ là phải giúp đỡ em của anh ba là con bé Tư nữa. Sau khi mà pha ba tách trà xong thì mới phát hiện ra anh ba của chúng ta đã trưởng thành, đã lớn và đã đi làm rồi, nhưng mà vẫn còn núp ở sau cái ghế sofa kìa. Khi mà chơi đến hết game thì chúng mình sẽ nhận được một lời cảm ơn vì đã cùng đồng hành với anh ba trong cái quá trình trưởng thành. Từ một con người còn nhỏ, còn rất là nhút nhát, còn rất là e thẹn, nhưng mà anh ba đã tìm mọi cách để có thể vượt qua được những cái tình huống ở trong cuộc sống và trở thành một người tự tin hơn, yêu đời hơn và gắn kết với mọi người nhiều hơn. Đây chính là cái hành trình mà chúng ta đã cùng trải qua với anh ba đây nè mọi người. Trời đất ơi, tôi nhìn lại mà tôi thấy nhiều ơi là nhiều luôn á, chứ không có ít một tí nào hết trơn. Theo như Gen thấy, game này khá là vui, khá là thoải mái để mình chơi sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Và cái game này cũng làm cho mình có thêm sự tư duy và sáng tạo nữa. Nếu mà mọi người có thời gian thì có thể thử chơi cái game này nha. Và đó chính là thử thách 24 giờ chơi hết trò chơi Side Boy của Gen. Mọi người muốn mình chơi cái trò chơi nào nữa thì hãy nhớ để lại dưới phần bình luận nha. Và nếu có góp ý gì thì cũng để dưới phần bình luận luôn. Còn bây giờ đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Bye bye mọi người và chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.